Chào mừng các bạn quay trở lại với câu lạc bộ những người Việt yêu súng, Việt Guns Lovers. Chúng tôi rất là vui hôm nay được giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm rất là hay. Như chúng ta đã biết trong những cái video trước thì chúng ta có những cái cách để mà giữ khẩu súng của chúng ta. Ví dụ như đây là cái giá để chúng ta có thể giữ những cái súng dài, và đây là cái giá để mà chúng ta có thể giữ được những cái súng ngắn. Tuy nhiên còn cái giải pháp nếu như các bạn muốn treo khẩu súng của chúng ta lên tường thì sao? Thì ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái hệ thống treo lên tường cho súng rất là hay. Thì chúng ta sẽ cùng bóc hộp nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đồ chơi mới đây. Rồi, chúng ta sẽ cùng bóc. Yeah. Bạn tò mò không? Bạn nhìn thấy không? Hết. Rồi, ta cùng xem đây. Đó, cái này là của hãng Flatron. Than đặc biệt là nó có cái màu bùn ở trong cái chiến trường sa mạc. Thì dành cho những khẩu súng nào mà có cái màu sa mạc thì chúng ta có sản phẩm này. Sản phẩm này 100% là made in US, sản xuất tại Mỹ. Rất là đơn giản. Thế này. Thì với cái màu này cho chúng ta bốn cái con ốc này. Với cái màu này thì vào những cái khẩu súng nào mà có cái màu như thế này thì rất là phù hợp. Thì sau đây chúng tôi sẽ mắc cái này lên tường cho các bạn xem. Đó, khi mà chúng ta lắp lên thì nó sẽ như thế này. Và bây giờ chúng tôi sẽ đặt súng vào. Rất là vừa vặn, rất là đẹp. Vâng, thưa các bạn, đây là sản phẩm treo lên tường của hãng Flatron, một sản phẩm của USA. Đó. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi thì luôn luôn ao ước được mang cái kênh Việt Gắn Lớp này đến với nhiều người yêu súng. Các bạn hãy giúp chúng tôi bằng cách hãy like video chúng tôi, hãy subscribe, đăng ký và hãy chia sẻ cho nhiều người. Xin chào và hẹn gặp lại.